Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học các công cụ chỉnh sửa trong Visual Option. Nội dung bài học sẽ xoay quanh hướng dẫn các bạn các cách để có thể chỉnh sửa các phương án. Quay trở lại với cái mô hình của chúng ta, cái mô hình mẫu, một cái ví dụ chúng ta đã làm trong các buổi học trước. Thì trong các buổi học trước mình đã hướng dẫn các bạn khởi tạo Visual Option, tạo ra các đối tượng thuộc các phương án, thiết lập các view và tùy chỉnh hiển thị cho các view. Thì trong bài học hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm sao để chúng ta có thể làm việc và chỉnh sửa các phương án. Trong cái quá trình chúng ta làm việc ấy, thì các bạn lưu ý đầu tiên cho mình đó là các view hiển thị thì các bạn khi chúng ta không ở trong quá trình chỉnh sửa đấy, thì các bạn hãy để chế độ main model. Khi nào chúng ta bắt đầu làm dựng hình, bắt đầu chỉnh sửa phương án thì các bạn mới lựa chọn các cái phương án để chỉnh sửa, được chưa nhỉ? Đấy. Nếu tại sao lại là như thế? Nhất có những cái lý do như sau, đó là ví dụ như nhá, khi các bạn để chế độ main model thì cái phần hiển thị các bạn sẽ hiển thị tốt nhất. Nếu các bạn chọn ví dụ mình về phương án 1 để hiển thị thì các bạn thấy những cái đối tượng ở các options khác thì nó sẽ bị ẩn đi, và đối tượng ở main model thì nó sẽ bị mờ đi, thì hiển thị như này là không chuẩn. Thứ hai nữa, nếu các bạn không trong quá trình chỉnh sửa mà các bạn lại chọn ở phương án 1 thì đôi khi các bạn sẽ dễ dàng tác động đến đối tượng của chúng ta, gây có sự chỉnh sửa mà chúng ta không hề hay biết. Đấy, được chưa? Rồi thì thế nên thông thường khi chúng ta hiển thị ấy, thì các bạn sẽ hiển thị ở main model, được chưa? Nhưng khi các bạn muốn chỉnh sửa phương án thì chúng ta làm như nào? Có rất nhiều cách để chỉnh sửa phương án. Cách đơn giản nhất là các bạn chọn cái view, các view của một cái phương án các bạn muốn chỉnh sửa. Giả sử mình muốn chọn chỉnh sửa cái trên giao diện 3D của phương án 1 thì mình sẽ về 3D phương án 1. Sau đấy mình sẽ kích xuống sổ dưới này và mình chọn phương án 1. Chính ngay lập tức chúng ta có thể chọn những cái đối tượng của phương án 1, hoặc chúng ta có thể vẽ thêm vào, được chưa? Hoặc các bạn nếu các bạn có thể có cách khác thì các bạn có thể vào cái bảng này này. Đây các bạn vào bảng này, được chưa? Và các bạn chọn cái phương án của chúng ta. Giả sử mình đang muốn chỉnh sửa phương án 1 thì mình chọn là Edit Selected. Đấy, thì ngay lập tức nó cũng có thể chỉnh sửa được. Đấy. Tuy nhiên các bạn lưu ý là các bạn phải chọn, nếu các view của chúng ta ấy mà đã thiết lập là view nào hiển cái gì thì các bạn phải chọn đúng view và chọn đúng phương án. Giả sử như các bạn đang ở 3D option 1, các bạn đã thiết lập cho nó đó là thể hiện ở phương án 1, nhưng các bạn lại vào đây. Các bạn vào đây, các bạn chọn phương án 2, các bạn edit thì sẽ không được, được chưa? Các bạn sẽ không thấy phương án 2 đâu mà chỉnh cả. Thế nên các bạn phải vào đúng chuẩn view. Các bạn lưu ý cho mình phải vào đúng view đã được thiết lập và phải bật đúng phương án. Được chưa? Thì có hai cách, là cách ở đây kích vào đây hoặc kích vào đây thì là như nhau, được chưa? Tuy nhiên cái cách này nó sẽ có một cái hạn chế là đôi khi nếu như cái option và option set của mình quá nhiều hoặc các hệ thống view của chúng ta chưa được quản lý hiển thị chuẩn thì đôi khi chúng ta không biết là cái view, cái đối tượng của chúng ta đang vẽ là nó thuộc option nào, đúng nhỉ? Đôi khi mình nhìn cái này mình cứ nghĩ là nó ở option 1, có thể ở đây mình đặt option 1 nhưng mình lại trong này mình VG, mình lại để nó là phương án 2 chẳng hạn, đúng không? Đấy. Thì lúc này mình cứ đinh ninh nó là phương án 1 nhưng thực ra nó là phương án 2. Đấy, đôi khi chúng ta sẽ có những cái lỗi như thế rất là thường xuyên thôi, bởi vì chúng ta có rất là nhiều việc, đôi khi tâm trí chúng ta không được làm việc cho chuẩn cho lắm. Đấy. Thì có những trường hợp đấy thì nếu các bạn vào đây đáng lẽ đã option 1, mình chọn option 1 để chỉnh sửa thì là không đúng, đúng không? Thì trong trường hợp đấy thì làm sao? Trong trường hợp đấy thì đầu tiên là các bạn cần phải xem lại là cái view chúng ta đã thiết lập chuẩn chưa. Nếu nó có một phương án thì tuyệt vời quá, nhưng nếu có 2-3 phương án, 4-5 phương án thì đi tìm cũng hơi mất công một tí, đúng không nhỉ? Và nó sẽ có một cách để các bạn có thể chỉnh sửa đúng được và biết nó thuộc phương án nào. Đó là các bạn vào đây này. À không, các bạn không vào đây, mà các bạn sẽ vào Manage cho mình nhé. Và vào bộ công cụ Deduction thì nó sẽ có một cái lệnh, đó là lệnh Pick to Edit. Đấy. Cái lệnh này nó sẽ cho phép các bạn kích chọn đối tượng đang thuộc option nào đó và chỉnh sửa luôn. Giả sử mình chọn lệnh này. Đấy, mình chỉ việc kích vào đây. Thì ngay lập tức nó đưa cho bạn đến đúng cái option mà chúng ta đang làm việc luôn. Và các bạn có thể chỉnh sửa thoải mái. Và lúc đấy thì các bạn phát hiện ra hóa ra nó đang là phương án 2 nhưng ở đây là phương án 1. Thì chúng ta có thể chúng ta phải vào VG, đúng không? Chúng ta thiết lập lại cho nó chuẩn, đúng nhỉ? Đấy. Được chưa? Đấy. Thì các bạn lưu ý cho mình, đó là một cách nữa để các bạn có thể chỉnh sửa đối tượng là các bạn sử dụng cái lệnh Pick to Edit để kích trực tiếp vào Option Set để chúng ta chỉnh sửa luôn. Đấy, được chưa? Ngoài ra thì
Có một cách nữa để các bạn có thể tác động trực tiếp vào cái option set. Giả sử mình đang ở main model và mình cũng không biết cái anh này là thuộc option nào chẳng hạn, thì làm sao? Thì mình sẽ có một cái nút cạnh đây này, các bạn thấy này, đó là nút exclude option. Các bạn chỉ việc bỏ tích cái nút này thì các bạn ngay lập tức có thể tác động vào được vào đối tượng. Được chưa? Đấy. Tác động được luôn. Đấy, các bạn chỉnh sửa thoải mái mà nó vẫn ở main model. Sau đấy thì các bạn chỉnh sửa xong rồi các bạn chỉ việc là bỏ tích exclude option thì đấy thì nó lại trở lại bình thường. Được chưa? Thì như vậy các bạn đã thấy là chúng ta sẽ có ba cách để thiết lập và chỉnh sửa option set. Option là cách đầu tiên các bạn chỉnh sửa trực tiếp ở đây, chọn ở đây hoặc các bạn vào đây. Đấy, các bạn chọn phương án và các bạn edit selected. Được chưa? Nó là một cách nhá. Cách thứ hai là các bạn chọn cái công cụ pick to edit để kích trực tiếp vào đối tượng. Và cách thứ ba là các bạn bỏ cái nút tick exclude option này và kích trực tiếp vào đối tượng. Đấy, được chưa? Thì đây là ba công cụ mà chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng rất là nhiều. Bởi vì trong quá trình chúng ta dựng hình, chúng ta triển khai, chúng ta làm dự án thì cái việc chúng ta qua lại giữa các cái option là rất là thường xuyên. Đấy. Tuy nhiên mình cũng có lời khuyên là các bạn nên có cái hệ thống thiết lập view, thiết lập hiển thị view cho nó chuẩn, đặt tên cho chuẩn và thiết lập hiển thị cho nó chuẩn để tránh chúng ta làm việc gặp quá nhiều rắc rối. Được chưa? Thì đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai mà mình muốn nói đến các bạn trong cái bài học hôm nay đó là giả sử nhé, trong quá trình chúng ta làm việc, giả sử mình đang muốn làm việc đối tượng này đang ở đáng lẽ là nó đang ở option 1 đúng không? Đấy, đáng lẽ chúng ta làm việc thì chúng ta phải vào option 1 để làm việc. À, mình vào đây mình dựng tiếp đúng không? Giả sử thế. Giả sử mình sẽ vẽ tiếp như này chẳng hạn. Đúng chưa? Đáng lẽ là thế. Nhưng trong một cái khoảng khắc mà mình hơi sao nhãng, mình vừa nhà làm vừa nhắn tin với người yêu hoặc là vừa bị vợ quát hoặc sao đấy hoặc vợ sếp mắng sao đấy, chúng ta sao nhãng đi và chúng ta lại không kích vào đây mà chúng ta dựng trực tiếp luôn. À, giả sử mình kích vào đây mình dựng trực tiếp luôn. Đấy. Thì đáng lẽ cái anh tường này này thì đáng lẽ nó phải thuộc option 1 nhưng nó lại hiện tại nó lại đang nằm trong main model. Đấy, các bạn thấy này, kích vào đây các bạn thấy này, ở phần design option nó có đây nhá. Nếu mà nó cũng nói luôn là nếu các bạn đối tượng nào thuộc option nào thì nó sẽ hiện đây nhá. Thì để làm sao, chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại xóa đi vẽ lại, lỡ vẽ một đống rồi thì làm sao? Thì rất là xóa đi vẽ lại thì nó rất là mất công đúng không? Thì rất là may mắn thì Revit nó có một công cụ giúp các bạn có thể bê nguyên cái anh này để đặt vào các option. Đấy. Thì để làm sao chúng ta có thể bê cái anh này để đặt vào option 1 được? Thì các bạn việc đầu tiên các bạn chỉ việc chọn chọn các đối tượng mà các bạn muốn bê đi. Sau đấy các bạn sẽ thấy là chúng ta có cái nút là nút Add to Set nó nằm đây này. Được chưa? Thì các bạn kích vào đây. Thì nó sẽ sổ ra các bạn các option set option. Việc các bạn chỉ việc là à bạn muốn copy cái đối tượng này vào option nào thì các bạn chọn cho đúng. Giả sử mình nó là thuộc option 1 thì mình chọn option 1 đây và mình kích vào OK. Sau khi mình kích xong các bạn thấy cái đối tượng này nó đã được di chuyển vào option 1. Bạn thấy chưa? Đấy. Rất là hay đúng không? Đấy. Thì mình tin rằng với công cụ này thì các bạn hoàn toàn yên tâm là chúng ta làm việc. Tuy nhiên nhưng mà mình cũng nhắc luôn là nhớ làm việc là đừng có sao nhãng nhé. Revit là làm việc cần sự tập trung. Và nhất là trong cái giai đoạn chúng ta phải thiết lập, Revit rất là mạnh về quản lý. Và đã quản lý thì các bạn cần phải làm chuẩn chỉ ngay từ đầu. Thiết lập chuẩn chỉ thì các bạn sẽ đạt được hiệu quả về sau rất là nhiều. Khi sử dụng Revit thì nó có cái điểm đó là khi chúng ta làm việc giai đoạn đầu thì nó sẽ luôn tốn nhiều công hơn so với các phương pháp khác. Tuy nhiên cái lợi ích của Revit nó sẽ nằm ở các giai đoạn sau khi chúng ta bắt đầu khai thác các cái giá trị của việc mô hình chúng ta dựng nên, khai thác từ cái việc chúng ta đã làm. Đấy, thì cái này sau này các bạn sử dụng Revit các bạn sẽ thấu hiểu được nó và cảm nhận được nó rất là rõ ràng và hiểu rõ tại sao các cái doanh nghiệp lớn, tại sao các cái công ty hàng đầu ở Việt Nam cũng như thế giới họ luôn luôn ưu tiên sử dụng Revit là vì vậy. Thì kết thúc bài học hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn các cách để chỉnh sửa phương án. Và đây cũng sẽ là video cuối cùng trong chuỗi video hướng dẫn các bạn sử dụng Design Option cho phục vụ thiết kế với nhiều phương án trong Revit. Thì các bài học này chỉ là một cái ví dụ nhỏ để các bạn hiểu rõ các công cụ mà thôi. Còn khi chúng ta bắt tay vào dự án trong các bài học sau thì chúng ta sẽ trực tiếp làm việc với các phương án, trực tiếp dựng các đối tượng, trực tiếp khai thác Design Option thì các bạn sẽ hiểu rõ và thấu hiểu nó hơn rất là nhiều và các bạn sẽ cảm thấy, mình tin rằng các bạn sẽ cảm thấy rất là thú vị, cảm thấy rất là tuyệt vời với sức mạnh của Disruption. Mà mình cũng nói luôn, đây là cái sức mạnh mà hiện nay rất nhiều người biết, mình nói là có rất nhiều người sử dụng Revit
biết đến nó nhưng không biết sử dụng nó và khai thác nó sao cho hiệu quả. Thì cái khóa học này mình cũng mong là làm sao hướng dẫn các bạn có thể tận dụng được những cái sức mạnh của Revit để có thể làm BIM, để có thể là khai thác cái và phục vụ cái quá trình chúng ta thiết kế một cách tốt nhất, chứ không chỉ là học Revit để có thể dựng hình và triển khai bản vẽ đâu. Đấy, được chưa ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.